Ok, tại là vợ chồng mình mới quyết định ở với mọi người. Chồng thì nói chung là mình là ở trung tâm thành phố luôn á. Tại vì phòng nó sẽ hơi nhỏ hơn là ở quê. Tại vì em biết sao, tại vì trung tâm thành phố này hướng dẫn viên du lịch đã nói là trung tâm thành phố người ta xây rất là lâu rồi, nên là nhà nhỏ nhưng mà rất là sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Bên này người ta xây chắc chắn lắm mọi người, tại vì bên này động đất rất là nhiều. Động đất rất là nhiều, nghe nói bị đủ tiền. Người ta xây nhà rất là kiên cố luôn á. Bên này đâu có, đâu có đồ ăn đâu. Tất cả trong này đều là miễn phí mọi người. Ủa, có cái bánh mì nè. Đâu? Ủa, nhưng mà bánh mì của anh. Mì của anh ăn bá về wow. Ok anh em, nói chung là mình mới tới trung tâm chỗ Đài Trung các bạn. Nếu anh em nào đi Đài Trung thì chỉ biết chỗ này nhà đá anh em thấy không? Đây mình quay cho anh em thấy này. Nhà này cũng to các mọi người ha. Cái kiến trúc nó kêu to nhưng mà nhìn nó hơi cũ, kiểu y xì như là chưa kịp sơn ấy mọi người. Đúng đúng. Đây nè. Đây nhiều bánh view đây. Đi đi vô cho mát, đi vô cho mát, đi đi đi. Bạn tại là mình đang đi vào làng cầu vàng mọi người. Đây. Những nhà vẽ khịch đó nhưng mà lại là kiểu là khu du lịch. Bây giờ mình sẽ vào cái hẻm này, hẻm rất là nhỏ bé luôn nha mọi người. Đấy. Mình sẽ đi lui tay kìa. Đây, hiện tại đây là nhiệt. Yeah. Thấy cầu cầu vàng ở đây đẹp nhỉ? Đơn quá trời. Rất là nắng. Rất là nắng nha. Không biết có điện thoại. Đi thực đẹp đây. Tại đây hết rồi kìa. Ok, let's go đây. Rồi. Hiện tại giờ mình vô một cái quán cơm ở bên Đài Loan mọi người. Cho tôi xem thử đồ ăn của mẹ ngon hay không nha mọi người. Mở cửa ra phần này. Toàn người nhà thôi. Này ăn trưa là thịt. Nói chứ. Kẻ. Hỏi mấy câu tiếng Đài Loan rồi. Cá nó chán lắm tôi. Chưa học được câu nào hết. Nam mình không biết được chữ cá gì này. Đi đây, làm này ngay, dùng đây. Nghe, chết rồi. Ừ. Đừng nói thử 10 lần không biết hương vị nha. Anh ấy, nhìn thử hương vị nó có giống ở Việt Nam mà không? Sao hương vị giống không? Ngon rồi. Nhiều mỡ. Anh Huy ạ. Em xin cơm. Tế. Ăn cơm luôn. Ngon đi. Thịt heo dưa nha mọi người. Đây, thịt heo dưa này, đây nè. Lên kênh kênh YouTuber của quen mà có anh lên cái bia nữa tối rồi đi cả đêm uống bia rồi thì cũng béo có điều hơi lạc mọi người. Đêm nay cậu gì cả làm tí tí nhỉ, vã lắm rồi. Mày có thế hiểu không? Mày để đấy ngồi cho mày xem. À, review ra, review toilet này mọi người, toilet này cũng ngầu xuống. Đấy, đấy, nghe nó ngộ nghĩ. Cái lỗ vô đây, mình ngầu được chía vô đây, đỡ đái khỏi bị phọt ra ngoài này. Rất là ngầu xuống, mình này không có kiểu ngầu như mình phải không anh? Không biết được.
Có. Hình như ngồi cho thoải mái vậy đúng không? Đây bên này ngồi như thế này. Đâu có không? Đấy. À đúng rồi đúng rồi. Rồi cứu rồi, mỗi người mỗi sở thích á. Ok mọi người, bây giờ là vợ chồng mình đi tèo siêu tốc mọi người. Tèo siêu tốc của mọi người. Nói chung kiểu là trải nghiệm này cũng là lần đầu tiên đó mọi người. Lần đầu tiên đi tèo siêu tốc luôn, bây giờ mình đi vô một cái nha anh em, ngồi quay tiếp. Ok. Nhớ giữ cái máy lại đó, đi ra nha. Bây giờ vô tới mọi người quay tiếp nha. Đây, nói chung là vô tàu rồi này mọi người. Cái cô dài không quay thấy gì hết em. Nhưng mà kêu cái tàu của nó. Kêu tàu nó như tôi thấy rồi. Ok các bạn, phát hiện bé Nhật đang đi dạo à. Sao có hai đứa bé đứng Nhật đứng Nhật thật. Nhật thì gặp bạn em chào. Tao kìa, nó buồn chút kìa. Hiện tại là hai anh em mình đâu rồi, hai vợ chồng mình đang đi dạo ở hồ gì đây nè, hồ sinh thái á, ở Đài Loan á mọi người. Đây không khí rất là mát mẻ luôn, ở đây thì chung là bao gió cho anh em luôn. Ủa mát quá. Ngồi cách chỗ nào ngồi ta. Đây mình đi đáo đáo ở đây nhau. Hello mọi người, hiện tại là vợ chồng mình đang ở con sông tình yêu thì. Đúng rồi, ở Cao Hùng Đài Loan. Với lại bên kia là nhà hát opera vậy. Không phải, nhà hát opera là mình đi rồi, còn đây là nhà hát gì vậy? Nhà hát này nói chung là nó nằm giữa trung tâm. Nhà hát nói chung là nhà hát gì nhưng mà nó ở trong Cao Hùng. Cái cầu này thì nó có một cái lời nguyền, đó là những cặp đôi tình. Con sông này nó sẽ có mấy cái cầu của câu đâu. Cầu bán qua sông á mọi người, cứ đi được 9 vòng là được tình yêu 9 năm. Vĩnh cửu. Vậy 9 năm. Chị mấy? Còn nữa nhưng mà 99 vòng là tình yêu vĩnh viễn cửu, còn 999 vòng là trường cửu. Né ra tôi quay cái cảnh coi. You've been broken down. Heart is beating, still won't make a sound. It feels like an angel straight from heaven, just like my lucky number 7. You're my shooting star. We're running round in circles. Love feels so invincible. Bên này rất là nhiều mặt hàng ghép đồ cho luôn mọi người. Đây kiểu là mặt hàng đồ cho thì nó sẽ kiểu là có một cụm mớ về chuyên về ghép thú, ghép đồ cho luôn. Ok bây giờ Nhật sẽ bắt đầu đó là review món ăn ở đây nha mọi người. Bao nhiêu? 50 á? Nhiều tiền? 50 50 gì? 50 tợ? 50 không phải, 50 gì á? 50 tợ đúng không? Tợ đi. Bây giờ mình sẽ ăn cho mọi người. Ok.
Đây gọi là dâu tây đùa hay gì đó. Sao ngon không? Sao hương vị sao Nhật? Dâu ấy. Ủa cái này là quế dâu mọi người. Ngọt á. Ừ. Quế dâu ngọt ấy. Đây mọi người. Quế là ngon luôn, dâu mà kiểu người ta chưa ăn mà ai chưa ăn mà nói như đúng đầu ấy. Ừ. Ủa cái này nó quế dâu người ta lên đường cho hóa nghiệp. Đúng không? Nhưng mà ngon các bạn, trái cây tường rất ngọt luôn. Bánh mì thịt đây, bún bò hớ. Ở đây cũng có bán bún bò hớ ở mình này các bạn. Bún giò heo, bún mì. Bún bò hớ mà, đâu phải bún bò đâu. À, bún bò hớ ấy. Bún bò hớ chứ không phải bún bò hớ các bạn. Bún giò heo gọi đu đủ luôn. Gà rán, gà rán. Ờ, gà rán rồi nè. Đây nè, người ta sợ mình không biết người ta đớn gà. Đây là sinh tố, sinh tố. Ừ, sinh tố. Sinh tố thì sao đổ thuốc? Đi được ấy. Tại đó tại gì chứ xin ai nào đó ớt rồi à, cùng kêu ấy. Chứ thấy đó là nghĩ ớt. Đây có chỗ nào ăn gạch nữa không? Đi qua đường ai này, qua đường chính nãy này, mình ăn chưa hết mà. Qua xe xe anh chút, đấy. Nghiệp báo xì xì à mọi người, xì xì là cảm ơn ạ. Lại là ăn dâu nữa ấy. Thơm. À. Cái này là gì? Cái này là cam ấy. Ở đây người ta đổ đủ nó thấy ngon ha. À, cam, đậu nho. Còn trái gì nữa Nhật? Ngon. Ở đây giống cái cà chua lắm. Ờ. Cam nha. Ngon. Cam nó hơi thơm, ớt anh ơi. Ok. Nhưng mà mình thấy ngon không? Đây, đây các bạn, đây là quả nho, quả đường nè, đấy. Đúng rồi. Em cũng coi vậy. Ngon mà em thấy cái này ngon nha. Ngon không? Ừ. Em vẽ nhòi. Dâu ngon nhất anh. Tàu quơ, cô làm tiên thấy heo bự, à làm con hoang hữu, nhiêu? Ta biết không biết bao nhiêu thì chỉ nó con heo thứ bao nhiêu? Cho thứ Nhật. Con heo to các bạn thấy không? Này. Ai bán đâu? Tao hỏi thử ai biết. Nghĩ gì rồi? Người đây là nấu nấu nước ăn. Phải không? Phải đâu? Vô đây nè. À, phải vô đó mới ấy được. Theo tao á. Ừ, cái đó phải nấu nước ăn anh không? Ăn không? Một chút anh. Cái dạo dạo ăn cái gì vậy? Mù tiếu. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ dẫn anh em đó ăn xiêm bóng nha mọi người. Nó cũng giống như mình à. Chứ gì? Ni hào. Ni hào chị. Ni hào, chị là cảm ơn. Ăn cái nào? Ăn cái thịt nè, ăn cái này thử nè. Cái này tim này, cái này tim. Bao nhiêu? 35. 35 mấy? Cái nào nó ăn, cái nào nó nhập. Biết, anh tề tề tờ ăn ngay. Cái đây là chín chua hen. À, tiếng Việt kìa. Chín đầu vậy? Chín rồi vậy? Rồi, hai cái này thôi.
Tiền gì? Tiền ở trang mắt, lấy bút đi. Cây. Người Việt các bạn. Được cái người Việt mọi người. Đây là dù nói xì luôn. À. Chị giữ đầu. 70. 70 đồng. Là sẽ tháo là 930 đồng. Ai à, biết. Có tiền lẻ đã đi chơi rồi mọi người. Kia lắm kia. Bà rớt nha, bà bầy ơi. Đi hào, đi hào là... Nước này chờ hấp dẫn, xé không? Đi hết nào, trong kia đâu có vàng đâu. Không có gì đúng không? Hello. Hello, Kita. Ôi trời 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 trời. Quá, nó có lấy cái rồi mẹ. Hả? Ôi, đừng tức, đừng tức. Có lấy sốt chưa? Rồi, nó dùng da vậy thấm tiêu hết rồi. À, ngon không? Ok. Cây không? Cây. Ờ, chị nói ăn cây không mà. Ờ, ăn. Đây là gì anh? Đây tim. Tim mà tim có gì biết? Ừ, như gan mặt nữa. Đã nói trái tim mà còn gan mặt. 10, 186. Cái này là làm món gì vậy ta? Ai biết. Bây giờ làm món mực nha các bạn. Thấy mực đây nhìn ngon quá. Nhúng hả? À, lẩu. Lẩu á? À, nhúng vô nước. Nhúng vô nước hả? Ờ. Xì xì à? Mày lại giờ ăn chân gà trộn gì biết các bạn. Mày ăn dịch chỗ đây rồi. Xù xì xì xì. Cái đây là 100, còn cái đây mới là 40. À. Cái đậu que mới là 40. À. 100 là nhiêu? Xì xì. 100 là 70. 80. 80. Ăn không? Ăn nữa không? Đi thử đi. Đậu que. Sầu riêng các bạn. Tại các bạn sầu riêng rồi nè. Cái mùi nó hành đấy mọi người. Ta báo tối nhiều quá không? Ngon. Rồi giờ tối ăn tiếp. Nước mía là. Việt Nam. Nước mía này các bạn. Công nhận ở Đài Loan có bán nước mía hay là nghiệp. 50 là nhiêu? 50 là 40.000. Hiện tại là vợ chồng mình đang vô một cửa hàng đó mà mua ít bánh về cho thằng Hạo Nhân. Nhưng nó thích ăn sô-cô-la, nó định mua sô-cô-la cho nó. Mình đã có mua bánh dứa ở chỗ lâu đài dứa rồi á. Hả? Ừ, em có mua 6 hộp bánh dứa rồi. Giờ là mình mua thêm sô-cô-la cho Hạo Nhân thôi. Rất là nhiều bánh luôn. Bánh toàn tới nước ngoài không? Cái này nó có đánh không ta? 53%. Hả? Sô-cô-la có 53% hả? 53% là nhiều chứ. Đây là gì đây? Đây là... Đây cũng là chút cũng đây mua về phần kem này. À, một cái lát kia thôi, cách ăn đây má. Cảm ơn lấy hộp đây. Hộp bao nhiêu? Một lì chín nè. 180 đi. 180 là 80. Lấy 8 ngàn nữa chứ. Lấy 8 ngàn. Gì? 8 chục. Ừ. Rồi đi đánh tiền. Bánh gì đây? Nhờ. Đây cũng sô-cô-la. Đây cũng sô-cô-la nè. Ai cũng muốn đủ xe chu về cho nó uống. Nó lội gì hả? Đó có vậy. Dâu nè.
ông dâu sấy đi Đài Loan mà mua dâu. Anh ăn mì tôm hôm nay không? Không, mua gì táo anh ha. Thôi được rồi. Cái này không, hay là em mua cái hộp đây anh. Cái hộp bánh này nó sẽ dở em hơn là cái hộp bánh qua đây, đúng không? Ừ. Đây là bánh gấu này. Quá đây mắc hơn luôn á, 139 ngàn. Mua đi cho nó đi. À. Con người có chiếc mũi không? 30. Đây có 20 thôi, 20 có lại. Thêm nói tiếng Việt nữa đâu, người ta biết tiếng Việt sao kìa. Cái này bao nhiêu? 50. Cái này là 50. Rồi là 50 đâu. Đây còn có 40 à? Có nhiều người khác. Đứa đó gọi tụi ta nào 40 không? Cái nào? Chào anh. Đây. Cái con dưa 12 ngàn. 12 ngàn bởi kỷ niệm. Đây đây. Bào nãy giờ vợ chồng mình tiêu là 500 tợ, tương đương với tiền Việt Nam là 400 ngàn nha mọi người. Mà bây giờ mấy anh em mình đi về, bắt đầu hai vợ chồng mua trà sữa uống. Trà sữa chỗ mà tại vì chợ đêm chỗ kia nó lớn hơn mà mình không quay được. Chứ lại lúc đó mình cũng bán ăn no xong hả? Nói chung là chợ đêm ở đây nó cũng kiểu ít đồ hả kìa. Đúng. Đây là chợ đêm nhỏ mà. Chợ xe đi vô ấy. Chợ toàn đùa xe một chút thôi các bạn. Nói chung mình sẽ dừng clip tại đây nha anh em. Nhớ là subscribe chia sẻ cùng mình.